Tháng 4 năm 2022, anh Hoàng đặt cọc trước Velos Cross tại đại lý Toyota Vũng Tàu. Thời gian giao xe dự kiến trong hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh ngay trong tháng 8, khi Toyota Việt Nam công bố tăng giá bán đối với hai mẫu Velos Cross và Avanger. Việc xe tăng giá không nằm trong dự tính của anh Hoàng, dẫn đến bất lợi khi đã xuống tiền đặt cọc. Trao đổi với tư vấn bán hàng, người dùng này nhận được câu trả lời rằng giá xe tính theo thời điểm giao hàng. Tức là nếu nhận xe ngay trong tháng 8, người dùng sẽ phải chi thêm 10 triệu đồng so với thời điểm ký hợp đồng đặt cọc. Tôi thực sự ngỡ ngàng, bởi thời điểm đặt cọc cách đây gần 4 tháng và khi đó xe chưa tăng giá. Tôi chấp nhận đặt cọc 50 triệu đồng với giá như công bố tháng 4. Tôi không chấp nhận mức giá tăng hiện tại, nhưng nếu hủy hợp đồng sẽ mất 50 triệu đã đặt cọc, anh Hoàng nói. Cũng theo người dùng này, giá xe tăng từ 1 tháng 8, đại lý chỉ nên áp dụng với những khách hàng ký sau ngày này. Nếu tháng 9, tháng 10 hoặc tháng 11, hãng xe tiếp tục tăng giá, thậm chí tăng đến cả 100 triệu thì tôi vẫn phải chấp nhận mua xe, mà không thể rút cọc. Điều này rất vô lý, anh bày tỏ. Tình trạng không cho rút tiền cọc được nhiều người đặt mua xe Toyota Veloz Cross phản ảnh, nhất là sau khi có thông báo xe tăng giá. Tại Hà Nội, một số người dùng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tôi muốn rút cọc, tuy nhiên đại lý không hoàn đủ. Tôi sẽ phải chịu phạt theo tính toán của đại lý vì các chi phí phát sinh, một người dùng tại Hà Nội cho biết. Việc đại lý áp giá mới với khách hàng đã ký hợp đồng đặt mua ở thời điểm xe chưa tăng giá là điều khiến nhiều khách hàng bức xúc và không chấp nhận đặt mua xe. Veloz Cross tăng giá 10 triệu với nhiều khách hàng không phải con số lớn, tuy nhiên cách bán hàng của đại lý lại gây ra nhiều ức chế. Tuy nhiên, cũng dòng xe Veloz Cross, một số đại lý cho phép người dùng rút lại tiền cọc nếu giá tăng trước thời điểm giao xe. Trong hợp đồng đặt cọc, người dùng cũng có quyền rút lại tiền cọc nếu đại lý chậm bàn giao theo khoảng thời gian nhất định. Có thể có sự khác biệt giữa các đại lý. Hợp đồng đặt mua xe của tôi có điều khoản cho rút cọc trong trường hợp giá xe tăng so với thời điểm ký kết, một người dùng tại Hà Nội cho biết. Nhiều người dùng cho rằng thời điểm ký kết hợp đồng đặt trước, khách hàng nên đọc kỹ các điều khoản và có thể thương lượng với đại lý nếu như có những điểm không hợp lý hoặc bất lợi. Nếu cảm thấy quyền lợi và nghĩa vụ giữa hai bên mua và bán không tương xứng, người dùng hoàn toàn có thể thương lượng hoặc tạm thời không ký kết để tránh thiệt thòi cho bản thân, anh Mạnh Hải, Hà Nội nói. Đẩy khách hàng vào thế khó là điều các đại lý không nên làm. Ở hệ thống của chúng tôi, khách hàng sẽ được hoàn trả cọc trong trường hợp không có xe giao. Giá xe giữ nguyên như thời điểm đặt cọc, thậm chí được giảm giá nếu thời điểm giao hàng giá điều chỉnh giảm, tư vấn bán hàng một thương hiệu xe Nhật khác cho biết. Veloz Cross là dòng MPV mới của Toyota nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng và rơi vào tình trạng không đủ nguồn cung từ nhiều tháng nay. Để nhận xe sớm, khách hàng thậm chí phải chi thêm lạc. Đầu tháng 8, hãng xe Nhật Bản thông báo tăng giá 10 triệu đồng với mẫu xe này. Hiện tại, giá Veloz từ 658 đến 698 triệu đồng,